xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Chú Năm. Gì? Chú Năm. Gì? Chú rảnh không chú Năm? Trời ơi mày lé, mày tự nhiên đang ngồi làm chiên bánh xèo bán cho khách tự nhiên hỏi rảnh là sao? Chết cha rồi. Con xin lỗi chú Năm, con quên chào chú Năm. Chú Năm, chú Năm. Chú Năm bỏ chút xíu chú Năm ra giúp con việc được không? Trời ơi, tự nhiên đang làm ăn tự nhiên mới bỏ một lát nữa bột nó kẹo lên làm sao mà chiên? Thì chú Năm cứ bỏ hết đi, có gì tí nữa con mạo hết cho chú Năm. Cái gì? Một lát nữa bao nhiêu bánh xèo đây là chiên là bay mão hết đúng không? Con mão hết. Có nghĩa là bay muốn tao ra nói chuyện với bay cái gì? Dạ đúng rồi. Có chuyện gì đâu nói nè, phan chờ chút, chờ chút. Rồi đây bỏ cái chảo xuống nữa thôi, nó khét là chết luôn á. Nhanh nhanh đi chú Năm. Lộ chuyện quan trọng lắm chú Năm ơi. Rồi chờ chút, rồi ngồi đi. Đây. Rồi. Quan trọng lắm chú Năm. Ngồi đi chú Năm. Rồi bay ngồi đi. Dạ. Rồi chuyện gì đâu nói nghe coi. Chú Năm. Gì? Con nghe nói là chú Năm có cái vụ chú Ngào với lại Hải Mã gì đó giúp tăng cường sinh lực đúng không chú Năm? Có nghĩa là hôm rồi bay với vợ bay chưa hề có con đúng không? Chính xác chú Năm ơi, chưa có đứa con nào hết. Vậy con mới qua tìm chú Năm đó. Ý bay tìm mày muốn cái gì? Thì ý là tại vì má vợ con nói là trong năm nay con với vợ con mà không có đứa con nào. Là má vợ con đuổi con ra khỏi nhà. Có nghĩa là bây giờ có cách gì giúp cho con? Dạ đúng rồi. Để cho con có được đứa con. Đúng rồi. Mà là theo ý con muốn là con trai hay con gái? Ý của con là 100% phải là con trai. 100% là con trai. Chính xác. Nếu mà có được con trai thì con sẽ được cái gì ở trong gia đình của vợ con? Thì con được hết tất cả tài sản của bà má vợ con. Wow. Được vậy luôn hả? Bây giờ chú giúp giùm con nha. Chú mà giúp con được như vậy á là con hứa là con không quên ơn chú Năm rồi. Bây giờ chú có cách và có loại rượu để giúp cho con hoàn thành được ước nguyện của con. Có cách được. Có nghĩa chú là bây giờ cái mấy trái nhào đó hay là hải mã gì đó nó tầm thường. Tầm thường nhưng mà cái rượu này cô chú là không có rẻ đâu đó nha. Vậy là dạng như là rượu gia truyền đúng không? Gia truyền thì gia truyền. Chú Năm vậy chú Năm giúp giùm con đi chú Năm. Nhưng mà nói trước là cái giá nó rất là mắc, không có rẻ đâu nha. Trời ơi chú ơi, con gia đình con giàu có mà tiền bạc đâu quan trọng. Con hình vấn đề đó không? Dạ không quan trọng. Bây giờ cái rượu mà chú sẽ đưa cho con để mà trợ giúp cho con là giá của nó là 5 triệu. 5 triệu hả chú Năm? Cái gì bất ngờ bay trời ơi mà đâu có 5 triệu đó với con thành vấn đề. 5 triệu đổ dư sức. Trời con đem dư sức luôn. Khoan, tao chưa đem đưa đem rượu là tự nhiên mà đưa tiền. Người ta nói là tiền trao cháo múc chứ tự nhiên mà chưa có đem rượu ra đưa không, tiền ngại chết luôn á. Tại con móc ra con điếm cho chú Năm coi đó. À có nghĩa là chứng minh mình là người có tiền phải không? Dạ. Bây giờ là coi như là vô lấy rượu ra cho con. Dạ. Để con đem về con thực hiện ha. Ngồi đây dạ, chờ chút nha. Dạ chú Năm. Trời ơi rượu quý mà đâu có đơn giản đâu. Cái này là ngâm lâu dữ lắm rồi đó nghe. Dạ, đó. Dạ. Trời đất ơi. Đây nè. Đây là cái rượu gia truyền hả chú Năm? Trời ơi mấy chục năm mới ra được cái chất của nó đó con. Trời đất ơi. Ủa chú cái rượu gia truyền sao mà nó có cái chân gà trong này vậy chú? Mày đúng là ngu. Mày nói cho mày nghe nè, con gà nó phải có cái cửa đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mày rượu mà ngâm nữa cái cửa nó thụt vô mà cái lỗ nó chui ra như thế này thì đương nhiên là chắc chắn là mày sẽ có được con trai. Cái cửa này là giúp có con trai đúng không chú Năm? Đúng rồi, cái cửa con gà mái nó khác, còn cửa gà trống nó dài hơn cái cửa con gà mái. Vậy là con cứ cầm về con uống là sẽ có con trai. Đúng. Nhưng mà có cần làm quy trình gì không chú Năm? Đương nhiên phải có quy trình của nó. Quy trình này nó đặc biệt nghe. Đúng 12 giờ ngọ. Giờ trưa là giờ ngọ đó. 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. Bây đi kiếm chỗ nào mà nó có cái bụi, thí dụ như bụi cỏ hay là bụi lúa cái gì đó. Dạ, dạ. Nói chung cái gì mà nó có bụi trong đó, mà bụi càng tốt. Rồi bây đứng ở đó bây khấn nguyện
cầm cái chai rượu này xớt ra một miếng rồi uống một miếng vô cái mình khấn nguyện. Nhưng mà trước khi mình uống mình cầm cái chung rượu lên mình nguyện, mình nói là mình xin thổ thần thổ địa đất đai ông bà ở đây linh thiêng độ cho con có được con trai. Dạ, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Hiểu dạ, không? Dạ, con hiểu rồi. À đó, phải có cái bụi. Có cái bụi. Đúng 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa. Ừ. Là sẽ hiệu nghiệm. Hiệu là nghiệm. Sẽ có con trai. Đúng rồi. À, vậy quan trọng là bây giờ mình đưa tiền. Hồi nãy giờ đưa rượu rồi mà không thấy đưa tiền. Dạ, dạ. Thì gì? À, dạ không có gì chú Năm. Trời ơi, 5 triệu đó với con thành vấn đề chú Năm. Ừ. Đây vừa đủ 5 triệu. Thấy rồi. Đủ 5 triệu nha. Bánh xèo. Còn ông ta. Ủa là đừng có nói cho má vợ con biết nha. Con cảm ơn chú Năm. Cái tiếng đó là tiếng của má vợ vậy. Dạ. Trời đất ơi. Không biết có cái miệng để làm cái gì. Người ta gọi tám giác không trả lời tiếng nào. Quán ghi cái tên thì ghét không? Người ta năm nổ, tên cha mẹ đặt năm nổ, ghi năm nổ. Trời ơi, đủ biết học cỡ nào. Gì đây? Tự nhiên cái quán của người ta buôn bán mà vô đây bà nói làm bèm lèm bèm cái gì vậy? Hả? Vô giờ... chơi vậy? Bán bánh xèo. Có mua bánh xèo không? Mua thì bán, còn không mua đi giùm. Biết quán bán bánh xèo mà. Ờ, rồi sao? Biết, ờ? Quán bánh xèo là gia truyền 8 đời. Đúng rồi. Còn rượu thuốc là 10 đời. Đúng rồi. Đó, mà bán thì từ 8 đời tới 10 đời mà giờ vẫn nghèo y như đời đầu. Con người mình là phải giữ cái truyền thống, sở dĩ mà nó còn cái nếp này là coi như mình yêu cái truyền thống. Ha, cái truyền thống nó quan trọng bởi vì nó giống như đồ cổ đó, hiểu? Mà đồ cổ nó có giá trị vô cùng, hiểu chưa? Không thấy cổ đâu, thấy cổ mềm. Cổ mềm nhưng mà cái cổ nằm bên trong. Không có quẩn để qua mà xàm xí. Rồi giờ có mua bánh xèo không? Không. Qua là để tâm sự mỏng. Tâm sự gì? Ê, đứng xa nghe. Tôi với bà có gì đâu để tâm sự. Nghe tâm sự cái lết. Không phải, tôi muốn nghe bà nói rõ. Tâm sự gì? Cái chuyện là chuyện ông với thằng đen con rể tôi. Là sao? Chuyện gì? Mắc mớ vậy, mấy bữa nay nó cứ thậm thục, nó cứ lấp ló lén lút. Nó thèm ăn bánh xèo, nó qua đây nó ăn bánh xèo. Ủa bánh xèo mắc mớ vậy, không mua về nhà ăn? Nó thích ăn ở đây, nó ăn ở đây nó có không khí. Đó, thắc mắc là tại sao nó cứ phải qua đây. Ăn xong rồi bắt đầu thầm thì to nhỏ thậm thục. Nó hỏi thăm coi mình làm trong cái bánh xèo nó có cái chất gì mà tại sao ngon quá vậy. Nước mắm quá ngon, con nó đi chỗ khác nó ăn không có ngon. Mà nó ăn ở đây nó quá ngon, nó vậy thôi, đơn giản. Ta nói cái thằng nó làm biến quỷ ở trong nhà tích đời nào mà nó đụng móng tay vô cái công chuyện gì trong bếp rồi tự nhiên qua đi học bánh xèo. Trời ơi, đừng có qua mặt tôi, nghe. Không cần phải qua mặt. Đừng có thấy tôi và mẹ quá con côi rồi cái bắt đầu á là lôi kéo con rể tôi xù xì rồi bắt đầu là tính chuyện xấu với tôi. Nhắc khéo. Khéo gì? Bà muốn nhắc khéo là cái dị dạng mà muốn nhắc là hồi đó là tôi là yêu bà đúng không? Nhưng mà bà không chấp nhận tôi đúng không? Rồi bà bỏ tôi bà đi lấy chồng đúng không? Rồi bây giờ là bà muốn nói là tình xưa đúng không? Đúng không? Cái khúc đầu là có, còn câu cuối là không nha. Không nha. Sao không? Không có nha, cái vụ mà nói đó là nghĩ đi nha, đừng có nghĩ tới nha. Chứ nói qua đây để tâm tình tâm no, sự cái gì? No. Tâm sự là đó, cái vụ mà thậm thục thầm thì với thằng con rể tôi thôi. Đã nói rồi không nha. Có gì hết, nghe không? Nó là con trai mà nó phải con gái rồi bà sợ nó bụng mang dạ chữa rồi bà phải đi bà canh me nó là cái này cái kia chi vậy? Tôi thắc mắc tại sao nhà tôi giàu mà có tiền mà tại sao nó cứ phải thậm thục vô cái quán lá này để làm gì? Bây giờ khoe của nữa ta, trời ơi, giàu có tiền khoe của rồi nữa, ghê thiệt á. Nghèo quá mà nó qua đây chi trời. Quán cổ. Năm nổ là mở quán cổ. Được chưa? Nắm thằng được rượu. Đỡ bánh xèo hết. Quán gì mà không có lấy một đứa con gái. Một ông già với nắm thằng được rượu. Thằng hiếm nghe. Thèm đúng không? Thèm có con trai lắm đúng không? Ai nói? Bà mới nói. Quán gì có năm thằng được rượu. Đổ bánh xèo này kia còn có con trai già này kia nữa. Mà thèm đúng không? Được, yên tâm. Sáng mai tôi sẽ kêu năm thằng đó con của tôi đi qua ngay chỗ cửa nhà bà. Đứng trước cửa nhà bà cho bà nhìn bà chảy nước miếng luôn. Quẩn quá. Tôi không có rảnh. Năm thằng đó mà qua mà xếp hàng tôi chọi lỗ đầu ráng chịu nha. Tôi chỉ qua tôi nói với ông thôi, tôi rồi sắp tới đừng có rù rì với thằng cu đen nữa, nghe chưa? Ông mà sáp để nó tôi quậy banh quán. Cái bà này lãng à, cái này là lãng nha, tự nhiên vô quán ta nói xối xả rồi giờ bỏ đi là sao? Nè, mai mốt không muốn gặp mặt nữa nha.
nha, đừng có dụ tôi nghe chưa. Tào lao. Nhậu để làm gì nè? Nhậu để say. Mà say để làm gì? Say để có cơ hội lầm lỡ. Lầm lỡ thì mới có cái này. Đúng là cái gụ này tốt thiệt. Chồng bà xã, sao ở nhà mát mẻ đầy đủ tiện nghi mà ngủ ra ngoài đây chứ gì? Lỡ có ai đi qua thấy làm sao? Ra ngoài này mới mát. Em biết không, ra ngoài này anh sướng thiệt. Anh sướng. Sướng gì? Ra ngoài này mình mới có con. Ủa sao tự sao ngoài ra ngoài đây mới có con? Em có thương anh không? Thì thương chứ. Đó, em thương anh thì hai vợ chồng mình phải làm một đứa con liền. Em biết rồi đó, má em nói trong năm nay á mà hai vợ chồng mình không có con á, má em đuổi anh ra khỏi nhà, xong rồi em mất chồng luôn. Thôi biết rồi, suốt ngày cứ hù người ta hoài à. Nhưng mà ở nhà tiện nghi còn không có, ra ngoài đây sao có được trời. Đây đây đây. Đây. Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Anh thấy rồi. Ừ? Anh thấy rồi. Anh thấy cái gì? Con của mình nằm trong bụng em. Kìa 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 kìa. Ồ, nó ngậm cái đó lên luôn. Xong rồi nó còn đái trong bụng em nữa. Anh thấy hả? Anh thấy. Nè nè nè, đó. Ủa thiệt luôn hả? Thiệt. Tất cả là vì cái này. Tất cả là nhờ cái linh tủ này. Cái này là cái gì vậy? Cái linh tủ. Cái linh cũ. Cái gì mà giúp cho anh nãy giờ giúp em đó. Nó cũng chỉ là rượu thôi mà. Là con trai của mình đó. Ủa rượu sao là con trai được? Đây. Hả? Nè, em thấy cái gì không? Cái cửa gà trống nè. Đó. Cái cửa này là của con trai mình. Cái mà cả dòng họ em ước ao bấy lâu nay. Là cái cửa là tượng trưng cho con trai. Chính xác. Tượng trưng cho con trai của gia đình mình. Lúc này hai vợ chồng mình sẽ có một đứa con trai. Mà có một đứa con trai là cả gia tài sẽ thuộc về vợ chồng mình. Đúng rồi. Ông ơi. Dạ. Đi đâu vậy không biết nữa trời ơi. Dạ má con nè. Dạ má. Dạ. Sao tự nhiên đứng giữa đường nắng kìa? Dạ, hai đứa con ra ngoài này không mát má. Mát quá trời, mát luôn anh ha. Mà mát thiệt. Mát quá trời. Trời đất ơi, có bị cái gì không vậy trời? Hả? Tự nhiên là ở nhà mát mẻ không ở. Hả cái thằng kia kìa, cái thằng kia kìa. Công chuyện ở nhà quá trời thì không mừng. Ha? Dắt vợ ra đứng văng nắng gì đây rồi nó không mát. Mày không mát. Dạ má, tại hai đứa con định ra ngoài này bắt dế. Bắt gì? Bắt dế ăn hay gì? Không mát má, tại hồi nãy mát lắm mà giờ đứng gió rồi. Nó bị đứng gió. Mày phơi nắng riết mày không rồi hả? Ở nhà có máy, có quạt, có đủ thứ mát mẻ không ở. Ha? Công chuyện không làm, cơm nước không lo. Rồi ra đứng văng nắng gì đây rồi nó không mát. Chị à, chị về. Mà tôi đi về. Công chuyện nhỏ rồi. Về. Khoan mắt. Cái gì vậy? Con có bầu rồi. Đúng rồi đó má. Giờ vợ con có bầu. Hồi nào? Con mới có bầu à? Hồi nãy. Mới có bầu tức thì. Đúng rồi. Có bầu mà là con trai nữa má. Con trai. Con chắc chắn với má 100% là con trai. Mới tức thì. Đúng rồi. Mới có bầu tức thì biết liền. Mới có bầu biết liền biết con trai luôn. Dạ đúng. Má muốn chồng con. Dạ. Con trai hả? Ở quán kìa 5 thằng nó xếp hàng nó quậy tao ở bển. Bây giờ lòi ra thằng con trai nữa xếp thành 6 thằng nó trù tao hay gì? Hả? Dẹp không con trai gì nữa hết. Ủa là sao má? Bây giờ hai thằng bay phải đẻ con gái cho tao. Con gái nha. Sao tự dưng má thay đổi 180 độ vậy má? Má nói với con là tụi con đẻ con trai là má cho hết tất cả. Bây giờ mà hai thằng bay mà lòi ra con trai đó ha. Ra khỏi nhà. Má. Không có cái gì hết trắng tay nha.
con gái mới được. Ủa sao kỳ vậy má? Tao thích. Dạ, sao con gái? Con gái sao mà không bây giờ... À tao thích vậy đó, bây giờ phải con gái tao mới chịu đi về mày. Mà má, má, má ơi. Rồi làm sao tụi con đẻ con gái được bây giờ? Ủa cái chuyện đó chuyện của tụi quay mà. Biểu, biểu. Chợ. Thấy cái gốc dừa không? Thấy gốc dừa bự không? Dừa đó thì ở nó cao chót vót rồi thấy không? Cây này nó cũng ném về hăm mấy năm rồi. Cái hồi mà 20 năm trước đó. Dạ. Tía của má ở đâu? Hồi nó còn là cây dừa lùng á. Nó có cái tán nó chè, cái lá nó chè. Cái cũng gũ mới ra ngoài đó. Hai đứa chung với tán dừa. Cái xong là lòi ra mày luôn. Mày là lòi ra dưới tán dừa luôn. Cây bây giờ cây dừa nó mới lớn là mày mới lớn. Là con hả? À, con á. Má, má, má vậy là phải ra gốc dừa à, chứ không phải vô. Cái gốc dừa đó là ra con gái, hiểu không? Ra con gái. Ờ, nãy giờ tụi bay ở đâu mà ra con trai? Ở trong tụi bay. Ha, hiểu ha, hiểu ha. Hiểu tại sao ra đây không mát ha, ha. Mọi nhà tao cấm hay gì? Ha. Bây giờ vậy? Ờ, dạ. Làm sao làm không biết. Gốc dừa đó đó. Dạ. Nó mới ra con gái. Ha. Dạ. Mà mày làm sao làm đẻ con gái là phải giống bà ngoại tao mới chịu. Ủa? Hai đứa mà ra con gái đó ha, là tao nói chừng nào mà tía má 100 tuổi đó là coi như gia sản ruộng vườn đất điền gì là của tụi bay hết. Nghe. Mà ra con trai nghỉ. Dạ. Nhưng mà má khó quá vậy. Mà mới gốc mai rồi vậy. Để gốc dừa bữa khác đi. Giờ đi về. Mà má ơi. Má. Má ơi. Cái chai lên tủ này sao? Ôi trời đất ơi. Bây giờ không đẻ con trai nữa mà đẻ con gái mà phải mặc phải giống má nữa. Rồi phải làm sao đây? Chú Nam. Chú Nam ơi. Chú Nam. Trời đất ơi. Chú Nam ơi, chú Nam cứu con, chú Nam ơi. Sao bây giờ chú chưa tới nữa chú Nam? Chú Năm. Trời ơi, bay làm cái gì mà bay hối quá trời quá đất. Muốn uống miếng nước cũng không được với bay nữa. Chú Năm ơi, tới công chuyện nữa rồi. Công chuyện gì? Bây giờ, nè, chú giải quyết đi. Cái này bậy nha. Con uống phần nữa rồi mà con đem con trả lại, lấy tiền lại là bậy lắm nha. Đừng có học có tánh giống như bà cả nữa nha, là không chấp nhận đâu nha. Chú Năm, lúc nãy con gọi điện thoại cho chú rồi mà. Con tâm sự với chú hết trơn rồi. Bà... Nó nhiều quá, bây giờ nhắc lại coi là sao đâu. Bà má vợ của con bây giờ bà thay đổi ý nữa. À. Bà không chịu sinh con trai mà bà đòi sinh con gái. Trời ơi, sao cái bà đó bà chướng khí dữ vậy trời. Rồi giờ sao? Bây giờ con cũng không biết làm sao. À, chú Năm. Gì? Chú Năm có cách nào mà, có gụ nào mà có thể uống vô đẻ ra con gái không? Cách thì không phải là không có. Muốn đẻ ra con gái đúng không? Dạ đúng. Đúng thằng nguyện vọng của bà má vợ con đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ thôi, 10 triệu. Cái gì? Chú giỡn với con. Trai này 5 triệu thì con gái này cũng có khác gì con trai đâu mà phải lên 10 triệu chú. Bây giờ nè, bây giờ bây tưởng tượng ha. Bây giờ con gà nè, nó đã mọc ra cái cửa, đúng không? Bây giờ bây làm cho cái cửa nó thụt vô ha. Rồi bây giờ mày làm cho nó có cái lỗ. Bây làm được không? Bây làm được không? Nếu mày làm được tao mua lại 20 triệu luôn. Làm được không? Đúng không? Thì tao phải có nghề tao mới làm được chứ. Thôi quyết định 10 triệu. Ừ. Nhưng mà sao? Nhưng mà có đem theo luôn nè, có đem theo luôn. Đem theo. Đây, tiền chú luôn. Đúng không? Chú chắc chắn với con là con gái nha. Thì trong đó 5 triệu, hôm bữa con đưa chú 5 triệu nữa là đủ 10 triệu. Cái này là 7 nha, bữa không phải 5 triệu là chai này nha, còn cái này cái chai này không là 10 triệu nha. Cái trong này là 10 nha, chứ không phải là trong này là phân nửa đâu nha. Thì bây giờ chú Vũ đỡ cái đó đi rồi nữa con đưa thêm cho chú. Coi như là thiếu phải không? Còn thiếu. Rồi về là coi như lập tức đem qua nhà trả tiền cho chú liền nha. Dạ, nhưng mà... Ủa chú? Gì? Sao cái chai rượu này nó đâu có gì đâu, đâu có chân gà giống bên này đâu, sao có khác cái gì đâu chú? Có thì là nó giống vậy. Còn không có, nó mới lạ. Hiểu không? Mày uống vô. Mày uống cái này vô nó mới thấm trong cơ thể của mày. Rồi mày mới cùng với vợ của mày mới ra con gái. Vậy là ra con gái? Ừ. Chú chắc chắn là ra con gái đúng không? Ngâm rồi. Bây giờ, nhưng mà quên. Gì? Là con vẫn tiếp tục đi ra bụi gặm đúng không chú? Khùng.
chứ không sao chú? Ra đống rơm. Bây giờ là không ra bụi rậm. Ừ. Mà ra đống rơm. Con gà nó đẻ ngoài đống rơm chứ con gà nào đẻ vô bụi rậm. Vậy là con gà mái nó phải đẻ đống rơm. Ừ. À, đúng rồi. Nhà con đó có đống rơm. Ừ. Rồi. Bây giờ con đi liền. Đi liền. Ê mà quên. Cái gì nữa mày? Thưa chú, bây giờ lỡ bà má con á. Ừ. Bà thích kiểu giống như là nửa con trai nửa con gái thì sao chú? Cái đó hả? Để tôi suy nghĩ coi. Chú cái con gì? Thấy gì được không? Sao? Ví dụ như đây là cái chai con trai, đây là chai con gái. Con khoa hai cái lại con uống. Thì nó sẽ ra được cái đó đúng không? Bậy. Trời ơi, bây giờ mày pha hai cái này mày chung lại với nhau rồi bây giờ nếu mà kết quả ra con gì tao không chịu trách nhiệm nghe. Là mày tự làm nghe. Vậy bây giờ con phải làm sao chú? Phải cho bà biết bây giờ ra con gái trước đi. Ra con gái trước. Ừ. Nhưng mà bà má con bà thay đổi ý sòng sọc mà sao được? Chừng nào bà thay đổi trở lại đây, giá nó khác 40 triệu. Cái gì? 40 triệu. Làm không? Dạ thì vui con làm trước cái này đi chú. Về lo đẻ kìa con gái đi. Dạ con cảm ơn chú Lâm. Cảm ơn mày nghe chân gà. Từ hồi mà có mày xuất hiện ở cái quán này cho bây giờ là khách hàng đặt hàng tới tấp luôn, làm giao không kịp luôn. Bây giờ còn có mấy cái hồi sáng giờ cả trăm cái luôn đó nha. Cảm ơn. Năm nổ quán nè. Dừng bà. Dừng cái gì? Bà làm cái trò gì? Bà làm cái trò gì vậy? Tôi đốt quán. Đốt cái gì? Nè, giữ mặt nha. Bà giữ mặt, bà chết nha. Cái gì? Chết cái gì hả? Bà làm cái trò gì? Trò cái gì? Hả? Ông bày ra cái gì? Ông bày ra cái trò gì vậy? Hả? Tại sao ở đâu ra mà ông bày ra cái trò rượu thuốc nè? Nè, ông bày cho con tôi. Nào là cái gì? Bụi rậm. Rồi cái gì? Gian giái thổ địa. Rồi chân gà. Ông là bài cái trò gì vậy hả? Con trai con gái là sao? Thì bây giờ nó đồ qua đây nó nhờ tôi giúp nó là để cho anh vợ chồng nó có con trai để cho bà vui. Thì bây giờ tôi chỉ cho nó miễn cái nào mà miễn nó có con trai thôi chứ. Nó tâm lý. Nè, giỡn mặt nghe, bà giỡn mặt. Con gái là nó xuyên cây qua bên kia luôn không? Ê, không giỡn nha, cái này là bậy nha. Bố ra. Bà không được cầm cái này nữa, bố ra luôn. Tức quá trời ơi. Ông nghĩ làm sao vậy? Thế nhà tôi mẹ quá con coi rượu ăn hiếp đúng không? Bởi vậy tao nói cái nhà mà 5-6 thằng được rửa chỉ có biết đổ bánh xèo thôi. Có công danh sự nghiệp gì hết mà đi bay vẽ cho người ta. Nào là đẻ con trai, nào là cái gì hải mã, gì sinh. Rồi rốt cuộc bây giờ nó vẫn có được con trai. Có cái đầu ông á. Nó chuẩn bị, nó có bầu mà, nó chuẩn bị mà. Trời ơi, tức là ông thù tôi. Hồi xưa tôi bỏ ông tôi đi lấy chồng. Bây giờ ông ghim cái mối thù đó để ông hại con tôi đúng không? Ông hại, ông giết con tôi đúng không? Cái gì mà giết nó? Tôi giết nó hồi nào? Nó nghe lời ông. Ừ. Nó ra ngoài đống rơm. Ừ. Nó chui vô bụi rậm. Ừ. Tôi tưởng đầu làm trộm. Nó cầu nguyện mà. Nó cầu nguyện. Ừ. Xong nó chui vô chổng, nó rụt rịch ở chổng. Ừ. Tôi tưởng ăn trộm. Tôi rón rén ra, tôi lấy quẹt, tôi bật, tôi đốt đống rơm. Mà đốt đống rơm? Tôi đốt đống rơm. Rồi đống rơm có bị cháy không? Đống rơm cháy phần lên luôn. Rồi có tụi nó trong đống không? Hai đứa nó ở trong. Vậy là tụi nó chết cháy hả? Là ông giết con tôi là... Bà là thủ phạm. Bà là người cầm hộp quẹt bà đốt. Tôi qua nè. Bà đốt. Chứ không phải là tôi đó. Tôi mặt ông ra. Ông bà chuyện để cho con tôi bị chết. Vô ông ơi. Con gái nè. Vô ông ơi. Con gái nè. Vô lòng chưa? Bà quen với mấy người châu Phi hồi nào vậy? Bà dẫn qua đây luôn hả? Nó ở trong đống rơm nó chui ra đó. Vô lòng ơi. Ông vừa lòng chưa? Ông vừa lòng chưa? Con bị chiêu chui đuổi rồi vô lòng ơi. Má ơi, chui lỗi rồi. Vậy là tụi con không có con rồi. Trời ơi là trời. Xanh xanh trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ hơ chân trước chân sau, sang trái sang ngang lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai, ông hai bà bảy, bà tám ông mười, cậu út phương nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc giận khóc giận cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang lắng nghe
bao câu chuyện cười. Hài Phương Nam vui lắm à nghe.